Ok, xin chào anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình và mình đã quay trở lại anh em đây. Vâng, vẫn là Hashirama của anh em đây. Đấy là mình đọc cái tên YouTube của mình em nhé, không phải mình đọc tên đâu. Rồi, thì hôm nay thực sự anh em luôn thì trước mắt anh em đây là mình đang đi hoạt động cấm thuật anh em ạ. Thì đã lâu lắm rồi, mình không làm về cái video đi cấm thuật. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng cố gắng mình làm lại cho anh em. Tại vì là cái hoạt động cấm thuật thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm anh em ạ. Nhưng mà thôi, chúng ta coi chúng ta cứ đi thôi. Chứ lâu lắm mình không động rồi, hôm nay cũng có thời gian được vào đi cấm thuật là một cái gì đó gọi là vui sướng anh em ạ. Lâu lâu gọi là rảnh được một hôm chạy cấm thuật, tuy nó không có gì đâu nhưng mà nói chung là nó cũng là một cái hoạt động, nó là một cái trải nghiệm cũng như là cái gì đó nó gọi là anh đi bao nhiêu vòng chẳng hạn đấy, như vậy. Nhưng mà mình thì xác định là mình đi đến vòng thứ 8 rồi là mình cũng đã out rồi anh em ạ, cứ đi vòng thứ 9 làm gì cho nó mất thời gian rồi anh em. Rồi thì thật sự anh em luôn thì nói chung là đợt này thì như mình đã nói khá là nhiều rồi, hoạt động thì nó chỉ có vậy thôi mà đồ đạc thì nó cũng chỉ có thế thôi anh em ạ. Đang đợi lên 63 thì bây giờ mình đang 76.50% rồi, cũng cố gắng chạy rồi anh em ạ. Đấy, chứ để mà nói thì chắc là cũng tầm khoảng hơn tháng nữa chứ không biết đâu mà lần được, càng nhiều ngày x2 thì càng tốt đấy. Nhưng mà nói chung là x2 bây giờ thì đa số thằng nào cũng được x2 thôi, quan trọng là nó thế nào thôi. Mà cũng may đợt này anh em ạ. Ồ, cái đợt mình quay trở lại ấy thì mình vẫn cầm cái iGame đặt tổng tài ấy. Ôi mẹ, cũng được chí tôn này anh em ạ. Mà đến hôm qua, đến hôm vừa tuần vừa rồi đổi tên, ôi lại được chí tôn này anh em ạ. Xuống đi nhờ. Tuần trước là được chí tôn nhờ bên lá một, và tuần này thì được chí tôn nhờ Sơn bị lốc ao ngoài vòng 16 anh em ạ. Không biết là mình đang tính như nào, làm cái gì được chí tôn phát lửa anh em ạ. Đấy, nó ồ mẹ, cái chí tôn nó cứ vào mấy cái sự kiện lớn lớn hoặc là sự kiện đáng nhớ ấy. Ui mẹ, mấy ông lại bảo là ui ôi mua game. Ui không phải đâu anh em, nhiều anh em bảo là tôi mua game rồi thì bốp cho hệ thổ nó mạnh lên đi. Ồ mình nghĩ bụng, nếu mà mua game rồi ấy thì đáng lẽ phải để cho các hệ khác nó mạnh lên, hệ thổ mình yếu đi chứ. Bây giờ mình mà mạnh lên thì anh em họ chạy hết sang game khác anh em ạ. Đấy, mình nói vui thôi chứ làm gì mà anh em làm quá chuyện nên. Đấy, thôi thì hệ nào cũng hệ vậy thôi anh em ạ. Bây giờ tương sinh tương khắc mà anh em. Đấy, hệ này không diệt được thì hệ khác diệt. Đấy, ok. Sao ta? Đấy, mà chạy nói chuyện quá. À mà hôm nay nữa bên gọi rồng có úp cái bài anh em ạ. Có nghĩa là bên gọi rồng anh em là đã từng test rồi ấy, thì nó sẽ có 4 trang bị. Bên tay trái là bên sát chính, 4 trang bị bên tay phải là sát vụ. Đấy, thì hôm nay admin bên đó có úp bài là bảo là xét gọi là xét chính đấy và xét phụ có thể bổ trợ cho nhau bằng tỷ lệ phần trăm nhất định, xong nào còn gắn thêm cái câu không như cái gì ta nhở, mấy game khác anh em ạ. Ôi mình đọc mình nhột luôn anh em ạ, mình nhột luôn, mình không biết là mình có lên sâu cho anh em luôn không, nhưng mà có lẽ là lên phải sâu, có lẽ là lên sâu đấy. Mình sẽ vào gọi dòng đi. Ok anh em đợi mình chút. Đấy, đâu nhờ, cho cái màn hình lên đây. Đây anh em ạ. Đấy, trang bị độc đáo, hệ thống trang bị trong gọi rồng chính thức, gọi rồng online cực kỳ đặc biệt và độc đáo. Trang bị chính 100% chỉ số của trang bị chính sẽ được cộng vào nhân vật, trang bị phụ sẽ được cộng phần trăm sức mạnh vào nhân vật, chứ không để trang trí như các game khác, như các game khác anh em nhá. Đấy, từ từ đã. Đấy, ok. Nhột anh em, nhột anh em ạ, nhột đấy. Đấy anh em, đây trang bị chính là bên tay trái này, có 4 trang bị này, coi như 4 trang bị cường hóa đi, 4 trang bị này. Đấy, còn trang bị phụ bên đây cũng 4 trang bị. Thì bây giờ anh em nghĩ xem, nếu mà bây giờ chúng ta đập set chính rồi nhá, thì chúng ta gọi là vẫn phải úp dự phòng, tại vì dự phòng nó ăn liền với set chính bằng một tỷ lệ phần trăm nào đó. Đấy, thì anh em sẽ không dừng được. Nói chung là hai set sẽ là set chính đi, nói set chính ra phụ là cái đấy là không đúng anh em ạ. Ok, và thêm nữa thì chúng ta về làng lá đi, về làng lá đi, về làng lá, về làng lá đây. Rồi, có 4 trang bị mà làng lá nó tận mẹ mày 2 4 5 10 trang bị anh em ạ, làng lá tận 10 trang bị cơ. Đấy, bên game kia có 8 trang bị rồi nhưng mà vẫn phân biệt chính phụ, nhưng mà bên này có 10 trang bị. Đấy, mình không biết là nên nói kiểu gì mà nên bảo là như các game khác. Mình không phải là mình không phải là mình gọi là bốc phốt đâu, nhưng mà
nói thế nào chứ AD cứ tâng bốc game mình quá, mà trong khi đó là cũng người anh em làng lá phương ký mà AD như các game khác là mình nói thế nào anh em ạ. Đấy, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, mà cái này nó đá nhau anh em ạ. Như vậy là không tốt anh em ạ, như vậy là không tốt. Đấy, là lại bên làng lá phiêu ký tuy nhiều trang bị thôi, nhưng mà anh em xác định kháng cái hệ nào đó thì em chỉ cần lên ở set chính thôi, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến set phụ. Nếu bây giờ mà làng lá phiêu ký mà ảnh hưởng đến set phụ thì đảm bảo với anh em luôn đấy, mẹ anh em chết hết. Ừ, nhưng mà cái nào cũng phải có giới hạn của nó anh em ạ, nói thế là không đúng phải không anh em. Tôi nói nãy giờ mẹ hôm nay ăn trộm được con vợ 50, chuyển 50k vào đi, tại vì hôm nay cũng có khá nhiều mốc đơn, đợt này bị vợ chấn nhiều quá anh em ạ. Mẹ gỗ đen đen không chịu được. Ok, bạn nhận được 55 vàng. Đấy, được 3 dương linh thạch anh em ạ, 3 dương linh thạch. Cái kiểu này nó ngon hơn cái quả ranh anh em ạ. Ồ, cái vòng quay lạp này. Ồ, cái vòng quay lạp này hôm nọ thấy mất rồi không mình nhỉ, bảo trì thấy mất rồi hôm nay lại hiện à. Anh em thấy không, mình bây giờ mình tiết kiệm lắm anh em ạ, mình không hoang phí như ngày xưa đâu, bây giờ mình tiết kiệm cực. Rồi bây giờ vòng thứ mấy rồi, rồi còn đại chiến nhẫn giả lần 3 thôi, đại chiến nhẫn giả lần 3 bỏ đi. Vòng thứ 6 rồi, 6, 7, 8. Nếu mà kịp thì đại chiến nhẫn giả lần 3, mà thôi chắc hôm nay không kịp đâu, xài tạm cái bùa đi, thôi để mai đi, hôm nay lỡ dở rồi thì để mai đi. Đấy, tự nhiên được 7 dương tinh thạch em ạ. Đấy, úp giờ úp tinh thạch khá là dễ luôn. Vàng thì mình sẽ đợi khi nào game update cái bí kíp bùa lỗ thì mình sẽ dùng anh em ạ. Đấy, nói sai là còn nói to thì mình sẽ dùng, chứ bây giờ dùng thì vàng bây giờ thật sự anh em luôn, AD có thể cắt bất cứ lúc nào cái vòng quay làm anh em không biết đâu anh em ạ. Thế nên chúng ta có cứ tích vào đi, còn cái gì đó có thể kiếm được thì cố gắng mà kiếm anh em ạ. Tuy là nó vô nghĩa nhưng mà thực sự nó là một cái gì đó hay ho, mình đã bảo rồi, cái game làng lá phiêu lưu ký này tuy nó mắc đồ rồi nhưng mà nó có một cái gì đó nó rất hấp dẫn anh em ạ. Ví dụ như là dương tinh thạch khóa này đấy, thì chúng ta có thể mua áo, mua tan tô này, vàng khóa chúng ta để lại như kiểu là mình cái thằng gọi là thích trưng bày anh em ạ, mình là cái thằng thích trưng bày. Thế nên là mẹ trước là mình có dương đá đấy, nhưng mà bây giờ thì mình, đợt trước là mình chuyển lick cho cu đạt đấy, thì nó đập cái xe dự phòng là nhìn cái dương trúng rỗng anh em ạ, đâm ra là đôi khi cày cũng lãn anh em ạ, nhưng mà thôi, lên gọi là lên áp lại cứ từ từ anh em ạ. Bây giờ cái gì đây, chúc nhẫn giả một tuần mới đầy năng lượng. Ủa, hết chuyện gái rồi à? Sử dụng sâm đi, không thì quên. Ui mẹ, mua sâm thì đắt mà sử dụng cái nháy đã hết anh em ạ. Ồ, mua sâm thì đắt mà sử dụng cái đã hết. Còn 12 ngày, còn 2 ngày, còn 50 ngày. Ui, item còn dùng chán anh em ạ, item còn dùng chán cơ. Nick này mình dự trù hết rồi, Signing Chi đây mình còn 15 cái này, mà không biết sinh chi bây giờ mình sử dụng thì tí mình sử dụng xem là bao nhiêu ngày. Chứ thật sự mình cũng khá là nhiều anh em ạ, khá là nhiều rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng nào, sử dụng một cái đi, 44 ngày này. Ui, thôi 45 ngày offline cả bộ offline 4, khi nào đến offline 45 ngày, nếu mà cứ on cái kiểu này anh em, cứ on cái tầm 1,000, 2,000, 3 thì đến bao giờ với 45 ngày anh em. Cái nói chung là cái đấy nó xa xăm lắm anh em ạ. Đợt trước là mình có sử dụng Signing Chi thì anh em bảo là không sử dụng thảo mộc trước, thì cái này là do mình gọi là dư thừa lắm rồi, thế nên là mình không cần sử dụng cái cách đó anh em ạ. Đấy, nếu mà anh em nào mà offline nhiều ngày thì mình khuyên anh em là nên sử dụng thảo mộc trước, xong là hãy sử dụng Signing Chi.
Đấy, tại vì là đợt trước là mình có sử dụng Synergy trước và thảo mộc sau thì anh em có nói, nhưng mà thực sự cái đấy là mình cũng đã mắc rồi, mình cũng đã thừa tận 50 ngày rồi nên mình không còn đắn đo cái chuyện gọi là cái nào trước cái nào sau nữa. Nhưng mà nếu mà anh em nào mới chơi hoặc là chưa biết thì anh em sử dụng thảo mộc trước và Synergy sau thì nó sẽ tăng hiệu quả kinh nghiệm offline hơn. Đấy, nó chỉ dùng cho lúc chúng ta oạt thôi, chứ anh em lại nghĩ bảo là tăng kinh nghiệm khi trên quái thì không phải đâu, các anh em nhầm lẫn đấy. Rồi, vẫn mua zin 50k trên một mảnh bí kíp 3k, địt mẹ làng sương mù nó thối lát vãi lồn rồi anh em ạ. Mẹ zin 50k trên một, mẹ nghĩ các làng khác có mấy k mà zin này 50k, mẹ đúng kinh dị thật. Để bây giờ mình sẽ thử nhá, xem thông tin này mà. Để mình xem nó có phải 50k trên một không. Xin 50k. Mà có phải 50k trên một không nhỉ? Sao thì phải nó ra tận 50k kinh dị vậy? Ờ, có khi mất mẹ viên zin rồi anh em ạ. Mù. Nó vừa chat xong nó còn đéo gửi lại cơ. Ôi giời ơi, Hồng Ngọc ca, à, Hổ Phách. Lại thứ bao nhiêu rồi? Mà này ai 8 phải không? Rồi ai 8. Thôi hôm nay là mình phải bỏ đại chiến nhân giả rồi anh em ạ. Tôi đại chiến nhân giả bỏ đi. Kìa. 50k đâu? Không kéo gửi mẹ nhầm thằng rồi anh em ạ. Nói chung là bây giờ thì cứ tích đá dần thôi anh em ạ, tích đá dần thôi. Ui, 50k thật anh em ạ. Thôi mình đùa đây anh em ạ, mình đùa đây, mình diễn đấy. Chứ Zin bây giờ 50k là hơi kinh dị đấy. Nhưng mà nói chung là có đại gia gom thì cứ gom thôi. Nhưng mà có khi 50k thật anh em ạ. Tại vì là thằng Bình nó on cho mình mà. Ác của lẽ là ác của thằng Bình đấy. Còn 50k không thì anh em gọi là cứ treo chọn 50k thì nó bay không là sẽ biết anh em ạ. Cố chạy lốt vòng 8 này, tạm biệt anh em nhỉ. Thì anh em xem đến đây rồi thì hãy cho mình một like, subscribe kênh của mình nhá, nếu chưa đăng ký kênh nhá. Nhiều anh em xem không đăng ký kênh mình buồn lắm anh em ạ. Đó, kinh dị thực sự luôn. Em còn gì dọn đốt không? Ông ngày nay trên được một viên chính xác này, hai viên giảm trừ sát thương này, hai viên kháng luôn ạ, hai viên hổ phách luôn. Mẹ chúng đỏ mũ thổ địa hơi bị ngon anh em nhờ, mũ thổ địa hơi bị ngon biết thế từ ngày xưa. Xài mẹ thổ địa xong mẹ. Hay là gần cuối sự kiện AD fix lại nhỉ? Thì nhiều anh em bảo là mẹ toàn khảm HB với Hồng Ngọc, à, Hồng Ngọc với cả Thạch Anh. Nhưng mà mình có nên suy nghĩ lại không nhỉ? Bet thì bây giờ nói chung là mình được lên 8 rồi, anh em họ sắp lên 12 rồi anh em ạ. Anh em họ úc kinh vãi đái ra. Lỡ ngỡ mấy ông gần lên Tam Vĩ rồi, là Adim hở bán Tam Vĩ thì buồn cười anh em ạ. Nói chung là sẽ không lên nhỉ, không lên. Ôi mà khảm bên này mình treo rẻ vãi đái rồi, không ai mua anh em ạ. Bạc X20. Nếu mà có người đang cần gom khảm thì sẽ mua. Mà khảm bây giờ mình treo viên hổ phách 22.000 không ai mua luôn, không biết là mình phải treo đắt không. Kinh dị thực sự luôn đấy. Có qua được cửa này không? 2 phút được qua được anh em ạ, 2 phút qua được. Tức là mình sẽ sao ta? Chào tạm biệt anh em tôi, chứ hôm nay làm video thế là cũng được rồi anh em. Đấy, mình gọi là cố gắng lắm, mình làm video 14, 15, 20 phút cho anh em, là anh em xem, là anh em toàn xem tua rồi là biết rồi. Đấy. Nhưng mà thôi, cái nghĩa vụ làm video là vẫn cứ phải làm rồi anh em ạ. Còn xem hay không là việc của anh em phải không? Nhưng mà anh em xem hãy like, đăng ký kênh cho anh em nhé. Nhiều ông mẹ xem chả trên like, chả trên đăng ký kênh thì không biết là ông xem cái gì. Chứng tỏ là có khi là
anh nghe các ông bảo xoay, các ông mà xoay, các ông tính như là à hôm nay thằng này nó lên cái gì, thằng này nó làm cái gì, rồi các ông tính là ui mẹ mày lên đồ như này, hoặc là làm mẹ mày mang tiếng tốt làm có 50.000 thì mẹ sẽ rách vãi lầu, là ví dụ vậy. Nhưng mà thôi chấp nhận thôi, nhưng mà miễn sao là anh em gọi là cứ bỏ chút thời gian gọi là giúp đỡ mình tí anh em, lâu lâu mới xin xỏ một lần phải không, còn làm còn chơi đằng lá còn ở với nhau dài dài mà anh em. Đấy, mình không qua gọi dòng đâu anh em ạ, mình không chơi gọi dòng, nên ra là cũng mà lại lâu lâu đấy. Rồi xem nốt kiểu này phát tạm biệt anh em phải không, 15 phút rồi, hơn 15 phút rồi, đủ để anh em chán ngán cho một video phải không. Đấy, đồ đạc dự phòng các thứ kiểu, nói chung là bây giờ mà kẻ mà zin rẻ thì mình cũng lên đấy, nên cho nó mắc mẹ cái này đi, nhưng mà thôi zin đắt bỏ mẹ luôn ấy anh em ạ, lên set khác nó còn trâu hơn. Cái này nó ẩm lỗ cái gì mà nó nhảy lên tận 5k1, 5k7, xong rồi 21k đam luôn. Bây giờ kiếm thằng Quy mà gọi là có nhảy, không biết sự kiện sau thế như thế nào. Ao luôn. Xem còn lần nào. Kìa. Tính rồi mà nhờ. Ôi chán thế nhờ. Thôi, bye bye anh em nhá, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi của mình. Bye bye, chào tạm biệt anh em.